Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi là nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, bút hiệu Mai Loan. Chúng tôi xin hân hạnh kính chào anh Nguyễn Anh Tuấn, Mai Loan. Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Anh Tuấn. Một lần nữa xin kính chào anh Hoàng Bách và kính chào toàn thể quý khán thính giả của đài. Dạ vâng, ngày hôm nay thì thưa anh Nguyễn Anh Tuấn, có lẽ là mình cũng tán mạng nhiều vấn đề mà liên quan tới vấn đề của trong cuộc bầu cử này. Thưa anh, trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy có một cái cuộc khảo sát do cái nhóm gọi là Liên minh các nhóm dân sự của người Mỹ gốc Á Châu, họ làm một cái cuộc phỏng vấn ngày 15 tháng 9. Trong cái cuộc phỏng vấn này, họ phỏng vấn tới 1.569 người gốc Á Châu. Nhưng mà qua cái gốc Á Châu, qua cái này đó, họ cho biết đó, là cái số người mà ủng hộ cho người nói toàn bộ, tức là gốc Á Châu đó, 54% là ủng hộ cho ông Joe Biden, 30% là ủng hộ ông Trump. Và có cái cuộc thăm dò này họ cũng cho biết là cái tùy theo cái sắc dân. Thì bây giờ mình muốn nói một cách tổng quát là tại sao các sắc dân mà đang có sắc dân đó đó, mình thấy Ấn Độ, Nhật Bản, Phi Lục Tăng, Nam Dương hay là Đại Hàn nhiều ở dân dân và kể cả người Việt nữa, thì cái số cộng đồng của người Việt đó là ủng hộ Tổng thống Trump cao nhất so với các sắc dân của gốc Á Châu. Thì xin mời nhà báo Mai Loan có thể lý giải về vấn đề này. Dạ vâng, thưa anh Hoàng Bách và thưa quý khán thính giả, cái kết quả cuộc thăm dò mà anh Hoàng Bách vừa mới nói đó là của một cái tổ chức, hai tổ chức, và trong đó có một tổ chức là AAPI, tức là Asian American and Pacific Islander. Tức là nói chung tại Hoa Kỳ họ dùng cái đó để nói về tất cả những người gốc Á và gốc các đảo Thái Bình Dương. Cái kết quả cho thấy là đa số 54% người dân gốc Á ủng hộ ông Joe Biden và một cái thiểu số là khoảng 30%. Cái điều đặc biệt đó là trong cái cộng đồng gốc Á đó thì cái tỷ lệ của người Việt Nam thì nó có phần nó hơi ngược lại, tức là cái số ủng hộ cho ông Trump nó cao hơn là ông Joe Biden. Đó là chỉ riêng trong cộng đồng Việt Nam mà thôi. Tuy nhiên cái con số cao nó cũng chỉ là một con số tương đối. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó chưa tới đa số quá bán, tức là chưa mới 50%. Thì cái điều này nó cho thấy đó là nó ngược lại với tất cả những cái suy đoán của nhiều người cho rằng là đại đa số người Việt tại Hoa Kỳ 90% ủng hộ ông Trump. Đây là một cái cuộc survey, một cái cuộc thăm dò dân ý làm có tính cách khoa học, tức là theo những tiêu chuẩn từ trước đến đây là họ nghiên cứu để họ lấy con số khoảng độ chừng 800 tới 1.000 người mà nó tiêu biểu cho các cộng đồng gốc Á. Thành ra chúng ta có thể tin tưởng cái mức độ trung thực của nó, với cái độ sai sót đó là khoảng từ 2 cho tới 4%. Lý do tại sao cộng đồng gốc Á họ không ủng hộ ông Trump? Từ trước đến nay nhiều cuộc nghiên cứu đã thử tìm hiểu về vấn đề này nhưng mà người ta chưa có đưa ra một cái kết luận chung, một cái nhận định chung. Cái lý do đơn giản đó, theo tôi biết thì đa số người gốc Á, chúng ta mang tiếng là gốc Á Châu nhưng mà nó có nhiều cái nguồn gốc khác nhau, thành ra nó có nhiều cái văn hóa khác nhau rất nhiều. Chẳng hạn như là người Tàu với người Việt mình nghĩ là giống nhau nhất, gần nhau nhất, nhưng mà thật sự ra cái nhận định và cái quan điểm hay quyền lợi của người Tàu tại Hoa Kỳ nó hoàn toàn nó khác với người Việt chúng ta. Chưa kể là người Tàu thì họ có nhiều người họ đã đến đây cả trăm năm rồi, họ đến từ một thời thế kỷ thứ 19 làm phu mỏ hoặc là đường rầy xe lửa, và từ đó trải qua bao nhiêu đời, những người Tàu con cháu họ đó thật sự ra đó nó họ cũng là người Mỹ hết rồi, nhưng mà cái sắc dân của họ đó thì là sắc dân Tàu mà thôi. Rồi đến người Nhật, người Đại Hàn, tức là cũng qua đây từ thời thập niên 40, rồi nhưng mà riêng cộng đồng Việt Nam đó thì sang đây là tương đối là trẻ nhất, là sau phần lớn là sau cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Câu hỏi anh Hoàng Bách đặt ra là tại sao đa số người gốc Á ủng hộ ông Biden nhiều hơn là ông Trump?
Tôi cũng không có dịp cũng như chưa tìm ra được những bài viết nào để mà phân tích về cái điều này, nhưng mà tôi trộm nghĩ rằng cái điều đó nó cũng phản ảnh cái tư duy, cái nhận định của đa số người Mỹ tại Hoa Kỳ nói chung, chứ không riêng gì cái cộng đồng gốc Á, là đa số người dân vẫn ủng hộ ông Joe Biden, hay đúng hơn là đa số người dân không ủng hộ ông Trump. Chúng ta biết là ông Trump từ ngày đắc cử đó thì cái kết quả cho thấy là ông vẫn chưa được đa số người dân Mỹ ủng hộ. Mặc dù là ông đạt được cái thành tích là ông có thắng cái số phiếu cử tri đoàn nó cao hơn bà Clinton, và do đó ông ta là người đắc cử một cách hợp pháp và được cả nước phải công nhận. Nhưng mà nếu mà nói theo cái sự ưa thích, cái sự lựa chọn của người dân qua cái hình thức bỏ phiếu một cách trung thực và dân chủ đó, thì đại đa số người dân Mỹ không ủng hộ ông Trump bằng bà bởi vì ông thua bà Hillary Clinton đến 2,8 triệu phiếu. Và cái từ ngày ông Trump đắc cử cho đến nay chưa bao giờ có một cuộc thăm dò dân ý cho thấy rằng là có trên 50% ủng hộ ông Trump. Có lẽ đây là vị tổng thống duy nhất trong lịch sử, và sẽ không có một vị tổng thống nào đạt được một cái thành tích nghĩa là tệ hại như vậy. Tức là đại đa số người dân Mỹ họ không có ủng hộ. Còn đối với các cộng đồng Á Châu đó, thì đương nhiên nó lại càng cái tỷ lệ này đương nhiên nó phải thuận theo, và nếu không muốn nói đó là nó tăng cao hơn, tại vì cộng đồng dân Á Châu dẫu sao nó cũng là cái gốc di dân rất là rõ rệt. Và cái chính sách của ông Trump là dựa trên cái nền tảng là Make America Great Again hoặc là America First, tức là chỉ chú trọng đến nước Mỹ mà thôi. Nhưng mà đây là một cái hình thức chiêu bài, khi mà nói là America First, chúng ta phải ngầm hiểu rằng đó là America White, tức là người Mỹ da trắng mà thôi. Thành ra tất cả những người cộng đồng Á Châu chúng ta đó, dưới mắt nhìn của ông Trump và những cái khối cử tri mà ủng hộ ông một cách triệt để, nếu không muốn nói là cuồng nhiệt đó, thì người Á Châu chúng ta chỉ là công dân hạng hai tại xứ Hoa Kỳ. Thành ra cái điều này nó không có là cái gì lạ. Có lạ chăng là tại sao trong cái cộng đồng gốc Á đó thì cộng đồng Việt Nam mình được cái phần mà ủng hộ cho ông Trump nó lại cao hơn ông Joe Biden khoảng từ 8 đến 10 điểm, thưa anh Hoàng Bách? Dạ vâng, à, đây cũng là có nhiều người nêu lên câu hỏi là sao anh vừa nêu lên đó, có cái sát dân tới đây như là Ấn Độ, như là Nhật Bản, như là Phi Luật Đăng, họ tới trước mình. Nhưng mà mình là tới sau, bởi vì người Phi là tới, người Phi hay người Nam Hàn là tới sau cái chiến tranh của Nam Bắc Hàn. Vâng, người Việt Nam mình thì anh vừa nêu lên có người Việt Nam cái nét đặc thù nó khác nhau. Thì câu hỏi với anh đó, bởi vì có cái sắc dân kia có thể là di dân, có thể là hoàn cảnh như thế nào, hoặc là những cái chuyên viên như Ấn Độ chẳng hạn, họ là những chuyên viên cao, họ giỏi về chuyên môn, về bác sĩ, về y tá, họ tới đây nhiều. Nhưng mà cái cộng đồng mình là tị nạn chính trị, mà nói tị nạn chính trị thì người ta cho rằng tị nạn chính trị kể từ năm 1975 cho tới khoảng gần tới 90, bởi vì sau đó một số người là đi theo cái dạng di dân nhiều hơn, tức là đoàn tụ gia đình, chưa chắc họ đã tị nạn chính trị. Vì vậy cho nên họ là có họ cho rằng là vì tị nạn chính trị cái thẻ căn cước đó, cho nên họ nói là bây giờ tổng thống Trump là cái người chống cảm chống trung cảm cho người Việt Nam. Thì thưa anh và thưa quý khán giả, gần đây thì chúng tôi làm chương trình thì cũng có nhiều người viết email hoặc là có thể gửi qua các cái lời trên comment giải thích thế này thế kia. Nhưng mà ở đây đó thì chúng tôi nói là Hoàng Bách Channel là một cái chương trình mà muốn gửi đến quý khán giả, để quý chúng tôi có mời bên một số các đảng viên ủng hộ Đảng Cộng Hòa, nhưng mà không ai chịu lên hết. Thành đa số là chúng tôi mời gặp ai mà thích đó, hoặc là quý vị nào mà đồng ý đó, thì sẵn sàng chúng tôi liên lạc để mà phỏng vấn với quý vị, để có hai bên. Bởi vì cái chương trình chúng tôi muốn làm đó là làm sao có tính cách khách quan, đào sâu để cho quý khán giả nhìn nhận, và chúng ta giúp cho chúng ta có cơ hội tìm hiểu, và từ đó chúng ta có thể học hỏi thêm. Thưa nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, thì có nhiều người lý luận rồi mà, thứ nhất là tại sao quý vị hay chống đối Tổng thống Trump. Có người ví dụ như ở đây có một nhà báo, chúng tôi không tiện nói, thì ông nói là bây giờ ông Trump ông nói dấu tới hai hai chục ngàn lần thì sao,
20 lần mà không có tác hại vậy. Chúng tôi thích ổng là vì ổng chống trầm cảm. Thì nếu anh là nhà báo thì bây giờ có cái câu hỏi với anh, thì anh lý giải với những người đó như thế nào? Dạ vâng, thưa anh Hoàng Bách, cái câu đó, cái câu nói đó là cái câu mà nhiều người cũng đã nói để mà biện minh. Và đúng như anh Hoàng Bách nói, một người tự xưng trước đây là một người làm trong ngành truyền thông lâu năm tại thành phố Houston có viết một cái email rằng là quý vị cứ chê trách ông Trump nói 20.000 lần trong vòng gần 4 năm qua. Thì giả sử như ông nói đến 30.000 lần đó, thì cũng đâu có chết chóc gì ai, ông không có cái gì làm hại nước Mỹ hết. Thì tại sao mà tiếp tục mà chống đối như vậy? Rồi cái câu hỏi tiếp theo, cái phần thứ nhì của anh Hoàng Bách nói đó là ông nói dối, nhưng ông Trump nói dối rất nhiều lần, nhưng mà ông chống Trung Cộng. Và vì thế chúng tôi là người Việt Nam, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta nên ủng hộ cho ông Trump. Cái câu hỏi này nó có hai phần, là một phần là tại sao ông Trump nói dối như vậy, nó hại như thế nào, và phần thứ hai là phần ông Trump chống Trung Cộng. Thì tôi xin được chia ra hai phần và chúng ta sẽ bàn từng phần một. Thứ nhất là về vấn đề mà nói dối đến hơn 20.000 lần đó, thì nhiều người biện minh rằng ông ta nói dối thì có sao đâu. Ngày hôm qua chúng tôi lên một cái chương trình TV tại địa phương đó, thì họ cũng nói rằng, họ nói một cách biện minh rằng là thì nói nào ngay thì bất cứ ông tổng thống nào lên hay là cứ nói, bao giờ cũng có những cái mà gọi là không có được hoàn hảo lắm, cũng có những cái bê bối này nọ kia vân vân, và chúng ta nhiều khi không nên để ý đến những cái chuyện lặt vặt đó, mà chúng ta hãy nhìn cái toàn cảnh vân vân. Là ông Trump là một người cứng rắn, một trong những người lãnh tụ tổng thống Mỹ cứng rắn nhất, và có thể coi như là một tổng thống nghĩa là một người anh hùng của Mỹ mà chống tàu vân vân. Chúng tôi mới nói điều này thứ nhất là cái điều nói dối đó, nó không phải là một cái chuyện mà đơn giản mà chúng ta nghĩ rằng là ai cũng nói dối hết rồi thì vậy thì một tổng thống nói dối thì đã có sao đâu. Thật sự ra đó, tại Hoa Kỳ chúng ta biết nói dối đôi khi đó, nó được coi là một cái tội hình sự và nó có thể dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng. Bằng chứng đơn giản nhất là ngay cả ông Tổng thống Nixon, khi mà trong cái vụ bê bối Watergate đó, tự nó chưa phải là một cái vụ lớn của một vài nhân viên của bên đảng Cộng Hòa cậy cửa vào cái văn phòng của đảng Dân Chủ tại một cái khách sạn ở vùng DC, vùng thủ đô đó. Rồi khi bị bể ra, rồi họ mới che giấu cái tung tích. Rồi từ vì cái vụ mà che giấu tung tích đó thì họ mới phải nói dối. Cái vật nói dối đó nó dẫn lên đến những cấp trên, đến những cái viên chức cao cấp. Và cái người cuối cùng là cái ông Nixon, là ông tổng thống đó, ông cũng tìm cách che đậy cái nói dối. Và người ta không có chấp nhận cái hành động đó. Bởi vì đối với luật pháp Hoa Kỳ đó, nếu anh phạm tội thì anh thú nhận, anh sẽ được xử, hoặc trong nhiều trường hợp có thể là anh được xử với cái bản án khoan hồng, hoặc là anh thực sự nhẹ. Tuy nhiên cho dù đó là một tội nhẹ, nhưng mà nếu anh nói dối, tại vì khi ra tòa anh phải giơ tay anh thề là cho nó sự thật, một khi anh nói dối thì cái tội nguyên thủy nó có thể nhẹ, nhưng mà cái tội nói dối đó nó rất là nặng. Thật ra trong trường hợp của ông Nixon đó, là ông đã bị truy tố để mà bãi nhiệm, và ông biết trước cái hậu quả đó, ông xin từ chức trước. Cái người thứ hai đi vào cái vết xe đó là cũng là một ông tổng thống, là ông Bill Clinton. Ông chỉ bị cái tội nói dối là khi người ta hỏi là ông có quan hệ tình dục, lem nhem tình dục với cô Monica Lewinsky không, thì ông ta nói không. Nhưng mà về sau tất cả những bằng chứng cho thấy là ông đã nói dối. Thành ra ông cũng bị đưa ra luận tội tại Quốc hội để mà miễn nhiệm. Thành ra cái tội nói dối đó nó không phải là một cái tội bình thường mà mình có thể nói rằng là ai cũng nói dối. Đồng ý là ai cũng có quyền nói, ai cũng nói dối hết, chúng ta không có phải là tự khoe là mình đạo đức hơn ai, nhưng mà không thể lấy cái đó để mà biện hộ cho hành động của một vị tổng thống. Thứ hai nữa đó là ông nói dối đã là một cái điều gì khó tha thứ rồi, mà một vị tổng thống, một vị nguyên thủ quốc gia của đệ nhất siêu cường mà nói dối thì nó dẫn đến những cái hậu quả tai hại vô cùng. Từ đây về sau ai còn tin tưởng những điều nào mà của Hoa Kỳ nói ra, và nó để lại cái di hại rất là lâu dài.
chúng ta hãy tưởng tượng đó là nhiều chục năm sau, tất cả các trẻ em ở trường học của Hoa Kỳ đó, khi lớn lên làm việc gì, khi mà nói dối, bị bố mẹ hay thầy cô bắt và hỏi tại sao nói dối và họ sửa soạn phạt đó, thì thay vì nó hối lỗi đó thì nó nói rằng là ở trước đây đã có ông tổng thống nói dối rồi, thì chúng ta trả lời làm như thế nào? Nói dối đó thì lý do mà chúng ta không chấp nhận chuyện nói dối tại vì mình cần phải giữ một cái nền tảng nghĩa là đạo đức, tại vì nếu không đó thì nhân loại này, thì xã hội này nó sẽ không có thể tiến triển một cách tốt đẹp được. Chúng ta thử tưởng tượng coi, nếu như là chúng ta cho rằng nói dối thì không có gì quan trọng, giống như mình nói là nói dối no big deal, thì như vậy đó thì 330 triệu người tại Hoa Kỳ này ai cũng nói dối hết thì làm sao cái đất nước này có thể được duy trì được, thưa anh Hoàng Bách. Chúng ta thử tưởng tượng đây, bất cứ lý do gì đó, nói dối lớn, nói dối nhỏ gì, chúng ta cũng nói dối hết, thì người ta cần lập ra luật pháp làm gì? Thành ra cái nền, cái trở về vấn đề đó là một cái sự nói dối vẫn là một cái tội. Thành ra đó không phải vì nói dối một lần, 1.000 lần, rồi 20.000 lần rồi chúng ta nói rằng là thôi thì ông có nói dối thêm cũng không có sao hết. Tại vì như thế, tức là vô tình chúng ta chấp nhận, chúng ta hợp thức hóa một cái hành động mà gọi là hành động vô đạo đức, một hành động phạm pháp nữa. Thì như thế thì tôi nghĩ rằng là cái kết luận đó thì mọi người đều đã có rồi, chúng ta không cần phải bàn đến, và chúng ta thấy rằng cái chuyện nói dối là cái chuyện không thể tha thứ được, nhất là từ cửa miệng của một vị tổng thống của đệ nhất siêu cường quốc tế hiện nay là Hoa Kỳ, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, anh vừa nêu lên cái vấn đề nói dối đó là nó vi phạm đạo đức và nó tạo cho cái truyền thống trong tương lai con em của chúng ta có thể là dựa vào đó rồi nó biện hộ những cái điều sai trái. Nếu mà nói dối, ví dụ như một bác sĩ nói dối với bệnh nhân, tức là làm sao cái bệnh nó nặng nhưng mà họ nói nhẹ đi để cho bệnh nhân yên tâm, tức là nó không có tác hại gì cả. Nhưng mà nói dối ví dụ như là bây giờ con COVID-19 rất là nguy hiểm, nó lây lan rất là lớn, mà trong khi đó thì ông nói là ồ, nó không có gì rồi nó sẽ qua đi, mặc dù ông biết rằng cái tai hại của con COVID-19 đó, nó rất là nguy hiểm. Theo lời của một tác giả mà biết rồi đó, mình đã nói rồi đó, thì theo anh cái nói dối đó nó có tầm ảnh hưởng quan trọng. Đó là cái điểm thứ nhất, là nói dối cá nhân và cá nhân, nói dối cho một cả nước và nói dối cho một cái tập thể trên thế giới nữa, nó điều đó nó rất là quan trọng. Ví dụ như là trong cái vấn đề mà ví dụ như G7, khi mà mời thủ tướng của nước Đức hay Canada tới tham dự, không đi tham dự thì ông nói là tháng 10 ông sẽ tổ chức, nhưng mà cuối cùng ông không tổ chức mà ông kêu nó tháng 10 ông sẽ mời ông Putin hoặc là một số các quốc gia khác, tức là ông tự cho rằng cái quyền của mình, cái power của mình là ông muốn nói gì đó. Thì có người cho rằng sự nó mà nó thiếu cái lòng kính trọng của các nước đồng minh của mình, của một cái cường quốc siêu cường trên thế giới. Thì thưa anh nói, anh vừa nói là nói dối có thể là vi phạm về tội hình sự, nhưng mà nói dối trở thành quen rồi, bây giờ người Mỹ họ không có cái vấn đề nó quan trọng nữa. Ví dụ như tổng thống chỉ vào truyền thông báo chí nó, đây là truyền thông thổ tả, đây là có tội với nhân dân, cái thù của nhân dân. Thì tự nhiên hồi giờ, từ trước tới giờ chúng ta biết là từ trước tới cái vị tổng thống nào cũng vậy, chưa có ai dám mở miệng mà chỉ mặt chỉ tên các cái ký giả, anh là nói sai, anh là nói dối, anh thế này thế kia. Thì chỉ có tổng thống Trump phải nói là đây là ông can đảm. Nhưng mà cái can đảm này có lợi hay có hại? Thứ nhất đó là giống như anh Hoàng Bách đã phân tích đó, chúng ta cũng phân biệt là nó có nhiều cái loại nói dối khác nhau. Có những cái nói dối vô hại, có những cái nói dối bất đắc dĩ, và trong trường hợp đó theo nhà Phật đó, họ nói rằng là cái đó, nói dối đó cũng là khôn ngoan. Chẳng hạn như là người ta hỏi mình là cái vợ chồng nhà đó có xào xáo hay không thì kia, mặc dù chúng ta hàng xóm chúng ta biết, nhưng mà chúng ta cũng có thể nói dối là chúng ta nói là chúng tôi không thấy gì hết, mặc dù chúng ta biết là họ có cãi nhau lục đục này kia, nhưng mà nếu ta nói thật đó, thì vô tình là chúng ta tạo ra một cái nghiệp xấu hơn. Ví dụ như vậy, thì trong trường hợp đó cái nói dối đó được coi như là nói dối bất đắc dĩ mà nó không có hại gì hết. Còn cái nói dối thứ hai là đáng lên án, là cái nói dối nó có hại. Thứ nhất là mình nói dối để mình giấu giếm cái tội lỗi của mình nói dối để mình trốn tránh cái trách nhiệm của mình. Đó là trường hợp của Tổng thống Trump.
khi ông nói dối về cái việc mà cái nguy hại của bệnh dịch COVID-19, ông biết từ hồi đầu tháng 2, ông nói là nó rất là nguy hiểm, nó rất là chết người, deadly stuff, nó bay trong không khí, mình hít vào là mình chết. Mà ông đến tháng 19 tháng 3 thì khi mà vụ nó bắt đầu cái số người chết nó lên cả mấy ngàn người ở bên Âu Châu rồi bên Hoa Kỳ vân vân, thì ông cũng xác nhận một lần nữa với nhà báo Bob Woodward đó, là tôi biết nhưng mà tôi phớt lờ nó đi, tôi downplay, tức là tôi làm nhẹ nó đi, chứ là tôi rồi ông nói rằng là lý do ông nói dối ông làm nhẹ nó đi là tại vì không có muốn gây ra cái tình trạng hoảng loạn. Thì đây cũng chỉ là một thức ngụy biện thôi, anh Hoàng Bách biết không, và nhiều người cũng tìm cách biện hộ cho ông Tổng thống Trump một cách rất là miễn cưỡng, rất là gượng gạo. Họ nói rằng là như thế là ông làm rất là hay rồi, chẳng lẽ mình lại la toáng lên cả nước Mỹ hoảng loạn vì kia. Thành ra trong khi đó thì ông phải lo tìm bộ tham mưu để mà đưa ra những biện pháp giải quyết được kinh doanh, thì chúng ta thấy hoàn toàn là cái điều đó là hoàn toàn điều không có. Tức là trong suốt cái không những là ông Trump ông nói dối ông về đi, mà ông còn nói dối một cách tai hại nữa, ông nói dối là không có gì nguy hiểm hết. Thành ra nó càng khiến cho người dân Mỹ họ không thấy là mình đang trực chờ đến cái nguy hiểm chết người đổ ập xuống mình bất cứ lúc nào. Mà ông vẽ ra một cái hình ảnh hoàn toàn là lạc quan một cách rất là nguy hiểm. Một vị nguyên thủ quốc gia nếu mà người ta biết lo cho vấn đề mà an nguy của người dân, thì mặc dù người ta không đưa ra những lời báo động gây hoảng loạn, nhưng mà người ta phải có cái bổn phận đưa ra những biện pháp mà nghiêm ngặt để mà phòng chống. Trong khi đó Tổng thống Trump không những không đưa ra những việc làm gì hết, mà ông còn nói một cách ngược ngạo trở lại. Tức là tất cả các chuyên gia y tế hàng đầu của Hoa Kỳ, của cơ quan CDC, của FDA, như trường hợp của ông bác sĩ Anthony Fauci đưa ra những lời cảnh báo, thì Tổng thống Trump lại gạt phắt đi, bởi vì ông có một cái mục đích là ông chỉ sợ rằng cái sự thật đó nó sẽ làm cho người dân nghĩ đến cái nguy cơ đó và nó dẫn đến cái hậu quả kế tiếp không phải là hoảng loạn mà là cái nền kinh tế nó sẽ bị suy trầm, tại vì tất cả người ta sẽ co cụm trở lại. Và riêng với Tổng thống Trump, ông không nghĩ đến cái sự an nguy của người dân mà ông chỉ nghĩ đến cái triển vọng mà có thể tái đắc cử của ông. Nhưng mà nếu như nền kinh tế nó co cụm lại đó, thì coi như cái triển vọng mà tái đắc cử của ông tiêu vong. Thì như vậy chúng ta thấy cái nói dối của Tổng thống Trump trong cái vụ này đó, nó càng tệ hại, càng đáng lên án nữa. Nếu không muốn nói đó là cần phải mang ra để mà xét xử và phải chịu trách nhiệm trước mọi người, trước pháp luật, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nhờ nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đó lý giải nhiều vấn đề trong cái cộng đồng của Việt Nam của chúng ta. Cái điều mà họ nêu lên đó là bây giờ họ nói là Tổng thống Trump là cái người chống cảm cho quý vị, là cái người chống trung cảm. Bởi vì sao chống trung cảm đó là một cái quốc gia hùng hổ như vậy, là chỉ có Tổng thống Trump là dám chống thôi. Từ trước tới giờ không có ông Tổng thống là tuyên bố là chống cảm như thế. Nhưng mà bây giờ có người đặt lại câu hỏi đó, khi anh nói là chống cảm, tức là anh dựa vào cái lòng dân, anh nhờ một người bên ngoài mà để chống cảm đó. Thứ nhất đó, là vì mặt chính nghĩa nó không có chính nghĩa. Mặt thứ hai đó, không có một quốc gia nào mà chống cảm cho chúng ta mà không có quyền lợi. Mà đặc biệt là chống với trung cảm nữa. Chống với trung cảm là một quốc gia mà đứng thứ hai trên thế giới này, họ có lực lượng quân sự, kinh tế hùng hậu. Như vậy muốn chống cảm đó, muốn chống trung cảm đó, là cần phải liên minh, chứ không thể đơn phương được. Bây giờ nhân cái cơ hội này, anh có thể một số người mà chúng tôi gọi là họ thường nêu lên cái vấn đề là Tổng thống Trump các anh là như vậy, các anh thân cận, các anh là thân Bắc Kinh, các anh là đi với đảng Dân Chủ thủ tả, các anh không có chịu nhìn thấy vấn đề. Thì nhà báo giải thích ra sao? Dạ vâng, thưa anh Hoàng Bách và thưa quý khán thính giả, nói chung người Việt chúng ta đều không có ưa thích nhà cầm quyền Trung Cộng và các chế độ của bên Tàu, cho bởi cái lịch sử là chúng ta đã bị đô hộ hơn 1.000 năm, và nhà cầm quyền Trung Cộng hiện nay vẫn
đàn áp vẫn ảnh hưởng sâu đậm đến cái thể chế cầm quyền đương thời, và chúng ta không không mong muốn rằng là họ tiếp tục duy trì cái uy thế như vậy nữa. Tuy nhiên không phải vì vậy mà ông Trump lên tiếng hô hào đánh Trung Cộng mà chúng ta nhất quyết nhất tề đứng sau lưng của ông một cách mù quáng. Bởi vì nói cho cùng đó, không đâu phải Tổng thống Trump là người tổng thống duy nhất không có ủng hộ Trung Cộng, tất cả các vị tổng thống khác, tôi chưa thấy bất cứ một vị tổng thống nào của Hoa Kỳ từ trước đến nay ca ngợi Trung Cộng hết, lãnh tụ Trung Cộng, ở ngoài trừ có người duy nhất là ông Donald Trump mà thôi. Tuy nhiên trong cái vấn đề mà trong cái chính sách điều hành nước Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua đó, lý do họ phải làm ăn với Trung Cộng nó có nhiều cái nguyên nhân, mà cái nguyên nhân cốt lõi nhất là nó đem lại cái quyền lợi cho Hoa Kỳ trước tiên cái đã. Đó là lý do mà tại sao không phải Hoa Kỳ mà tất cả các nước khác trên thế giới, tức là cả cái cộng đồng Liên hiệp Âu Châu, ngay cả các nước mà gọi là cận kề với Trung Cộng như là Nhật Bản, như là Nam Hàn, như là các nước trong Đông Nam Á đó, họ cũng biết cái dã tâm của Trung Cộng chứ hay không, nhưng mà tại sao họ vẫn làm ăn với Trung Cộng? Tại vì họ nghĩ rằng nó mang lại cái lợi cho họ trước tiên cái đã. Dĩ nhiên khi mà làm ăn như vậy đó thì là khi mà những nước đó Hoa Kỳ, Âu Châu hay là Nhật hay Đại Hàn họ có lợi khi làm ăn với Trung Cộng thì đương nhiên cái anh Trung Cộng ảnh cũng có lợi nữa, và chúng ta phải phục và chúng ta sợ cái tinh thần của người Tàu, người Trung Cộng đó từ cái thời ông Đặng Tiểu Bình, họ đã nghĩa là chịu đựng trong vòng 40 năm qua cố gắng làm ăn để mà họ dần dần họ vươn lên, họ rửa được cái nhục mà hơn 100 năm trước khi mà họ bị các cường quốc Âu Châu đè bẹp để cho họ ở cái thế mà gọi là bị động. Thành ra chúng ta chỉ nói, mình cứ nói một cách khơi khơi đó là các tổng thống trước đã để cho Trung Cộng đến làm ăn một cách dễ dàng, trong khi đó chỉ có Tổng thống Trump mới nhìn ra cái nguy cơ của Trung Cộng như thế và đứng lên chống, thì tôi cho rằng cái đó là một cái nhận định hết sức là sơ sài và thật sự ra rất là non nớt. Bởi vì Hoa Kỳ và Âu Châu và các nước khác trên thế giới đó, ngay cả các nước Phi Châu hiện nay cũng vậy đó, họ làm ăn với Trung Cộng đầu tiên là vì quyền lợi của họ trước tiên. Nếu không phải là quyền lợi của các lãnh tụ, các vị nguyên thủ quốc gia tham nhũng thì là cái quyền lợi của cái giới tài phiệt mà nắm cái quyền sinh sát tại những nước đó. Chính vì cái giới tài phiệt tại Hoa Kỳ họ muốn làm ăn với Trung Cộng để mà họ kiếm lời nhiều, thành ra họ mới mang hết các dịch vụ thay vì sản xuất tại Hoa Kỳ thì họ sẽ kiếm lời ít hơn, tại vì họ phải trả đồng lương cho nhân nhân công của Mỹ cao hơn, thành ra họ mới mang sang bên Tàu để họ làm, họ cũng bán ra cái đồng tiền đó nhưng họ trả nhân công ít hơn, họ có lời. Dĩ nhiên khi mà họ có lời như vậy thì người Tàu cũng có lời, và cái nước Tàu từ đó nó mới mạnh dần lên, cái nền kinh tế nó mới tăng trưởng với cái tỷ lệ của GDP nghĩa là từ 6 tới 10% trong suốt cả nhiều thập niên. Thành ra khi mà cứ cứ kết luận một cách hồ đồ và suy tôn ông Trump như là vị tổng thống duy nhất mà có can đảm chống Tàu vân vân thì tôi cho rằng đó là một cái nhận định không có chính xác, nếu không muốn nói rất là non nớt. Bây giờ trở lại vấn đề đó là đã đành là chúng ta muốn chống Tàu, không phải Hoa Kỳ mà là Âu Châu hay các nước khác trên thế giới họ cũng nhìn thấy cái tham vọng bá quyền của Trung Cộng, và nhất đây càng ngày nó càng lộ ra bởi vì họ đạt được cái vị thế số 2. Tuy nhiên chống Tàu là một chuyện, chúng ta phải coi là cái người mà đề ra cái chính sách và cái người mà sẽ điều hành cái chính sách đó làm việc có hiệu quả hay không, hay là lại làm việc hư hỏng tệ hại, thì trong trường hợp đó đó chúng ta có còn tiếp tục mù quáng hay không để mà ủng hộ cái người đó. Thì như anh Hoàng Bách vừa mới nói đó, cái điều kiện tiên quyết là chúng ta cần phải đoàn kết với nhau, tức là Hoa Kỳ cần đoàn kết với lại Liên hiệp Âu Châu, cần đoàn kết với các cường quốc tại Á Châu như là Nhật Bản và Đại Hàn, cần đoàn kết với các nước tại Phi Châu thành một khối, đang nghĩa là xin lỗi quý vị, vì cái tình trạng nghèo khó của họ đó thì họ lệ thuộc vào cái tiền viện trợ của Trung Cộng.
Hoa Kỳ cần phải tạo một cái thế liên minh với tất cả những nước khác đó, thì may ra mới tạo được một cái sức mạnh để mà có thể khiến cho Trung Cộng phải nghe theo những cái yêu cầu và không có còn duy trì cái chính sách mà gọi là ngang nhiên một mình một chợ. Tuy nhiên chúng ta thấy như thế nào? Từ cái ngày mà Tổng thống Trump lên thì cái việc làm đầu tiên của ông ta là ông ta phá bỏ cái hiệp ước TPP, cái hiệp ước mà gọi là hợp tác các nước Á Châu, 12 nước, trong đó có Hoa Kỳ ở hai bên bờ Thái Bình Dương, để mà ngăn chặn, để mà loại bỏ Trung Cộng ra. Đây là một cái thành quả rất là to lớn, kéo dài trong nhiều năm của chính quyền Obama. Thì chỉ vì một cái tự ái hão của ông Trump, không muốn thấy cái gì mà cái thành quả nào của Obama hết, thì ra ông nhất quyết ông dẹp bỏ cái đó, thành ra là vô tình đó giúp cho Trung Cộng có cái cơ hội để mà ngoi lên tại hai bên bờ của Thái Bình Dương. Ông Trump lại đi tấn công tất cả các nước khác, các đồng minh lâu đời của mình trong cái gọi là chiến tranh mậu dịch. Tại vì ông Trump không phải chỉ đánh Trung Cộng về vấn đề mà tăng cái tariff, tức là thuế quan không, mà ông tăng tariff trên tất cả các nước Âu Châu. Thì đương nhiên tất cả các nước Âu Châu khác họ cũng phải tấn công lại. Rồi ngay cả hai cái đồng minh sát ở Bắc Mỹ này, ở phía Bắc là Canada, phía Nam là Mỹ Tây Cơ, được cật ruột trong cái liên minh gọi là NAFTA đó, Tổng thống Trump cũng đánh trên cái thuế về sắt thép, về nhôm vân vân. Thì đương nhiên các nước này họ cũng đánh lại. Thành ra vô tình đó là Hoa Kỳ dưới thời của chính quyền Trump đó, là coi như phải đối đầu với tất cả mọi phía tấn công. Trong cái tư thế đó, Hoa Kỳ lấy sức đâu để mà đối chọi lại được, nói gì đến cái tham vọng mà đòi đánh cho tàu sặc máu như là nhiều người đã ca tụng ông Trump, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, cũng có người đưa lên cái giả thuyết là đánh Trung Cảm thì bây giờ là bây giờ giả sử như có đi. Nhưng mà cứ một quốc gia mà gần Hoa Kỳ nhất á, là Venezuela dưới thời của Maduro. Mà cái xã hội của ông Maduro trong cái thời mà ông Maduro cai trị hiện tại đó, chúng ta biết là kinh tế lạm phát rồi đủ thứ ấy, khó khăn vô cùng, dân chúng là biểu tình liên tục. Ông John Bolton và ông Pompeo là hai người mà chủ trương là sẽ lật đổ ông Maduro. Cuối cùng mà Tổng thống Trump cũng không đồng ý. Để chúng ta thấy gì? Một cái quốc gia mà ở sân sau của Hoa Kỳ, bây giờ thì Nga nhảy vào đó để can thiệp, và cả Trung Cảm bây giờ ký hợp đồng để mà mua dầu dài hạn ở Venezuela. Đó là quốc gia ở gần Hoa Kỳ nhất. Bây giờ nói tới Cuba, trong cái thời 2015 đó, ông Obama ông ngại rằng Cuba nếu mà không kéo về với Mỹ đó, thì cuối cùng có cái nước như là Trung Cảm hay là Nga Xô, họ sẽ viện trợ và từ đó họ kéo. Mà quốc gia rất là quan trọng là ở sát nách của Hoa Kỳ, cho nên nhưng mà Tổng thống Trump đó, cái di sản của Obama là ông lấy, ông quyết định bỏ, cho nên tới chừng ban giao với Hoa Kỳ đã ban giao và đã giao thiệp với Cuba, nhưng mà ông lấy đó ông cũng muốn cắt đứt cái chuyện này. Rồi tới Syria, rồi bỏ ngỏ Syria, bây giờ đó thì coi như Nga đã bước vào Syria và Iran là đồng minh ở đó. Như anh Nguyễn Anh Tuấn vừa nêu đó, cái hiệp ước về Iran là 5+1, tức là các quốc gia gồm có Đức, Anh, Pháp và Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc để mà văn Iran họ thảo luận trong nhiều năm để chi, để Iran không có thể chế vũ khí nguyên tử. Nhưng mà cuối cùng thì Tổng thống Trump cũng quyết định bỏ. Rồi cái vấn đề khí hậu ở Paris, hiệp ước khí hậu Paris, hiệp ước này gần như là trên 100+ quốc gia đều ký cả, chỉ có 1-2 quốc gia là không ký thôi. Thì trong khi đó thì Tổng thống Trump lên cũng rút cái hiệp ước này và cho rằng cái vấn đề mà thời tiết khí hậu trên đó ông không tin cái chuyện đó, tất cả những cái sự kiện đó. Thì bây giờ đó thì trở lại cái vấn đề mà trong cái cộng đồng của mình, họ lý giải là những người mà chỉ trích Tổng thống Obama là những người này đi với xã hội chủ nghĩa, những người này nhận tiền của Bắc Kinh là đi với cái đảng thổ tả tất cả. Thì bây giờ trước nhất á, là qua cái cuộc thăm dò mà chúng tôi và anh Nguyễn Anh Tuấn vừa nêu lên đó, nếu mà nói người Á Châu đó, mà bỏ phiếu đó, thì chúng ta thấy là chỉ có người Việt là bỏ phiếu 48% cho Tổng thống Trump và 36% là bỏ cho ông Joe Biden, tức là ý. Nhưng mà trong cái cộng đồng Á Châu đó, 54% là ủng hộ ông Biden, 30% là ủng hộ Tổng thống Trump. Thì bây giờ trong cái trường hợp này, nếu là có người đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Anh Tuấn thì nhà báo đó sẽ trả lời như thế nào? Các anh
là chủ trương xã hội chủ nghĩa các anh luôn luôn tạo ra cái là đi phía trái mà không có nghĩ tới quê hương đất nước, các anh chống đạm cái gì vậy? Thì nhà báo giải thích ra sao? Dạ vâng, thứ nhất đó là đối với những người mà cứ vu cáo một cách vô bằng, vô cớ khi mà nói rằng là tất cả những người nào mà chỉ trích Tổng thống Trump là nhận tiền của Tàu Cộng, là đã vô ơn, không có nhớ cái đất nước đã cu mang mình thế này thế nọ kia mà lại không đưa ra bằng chứng nào. Tôi cho rằng đó là những cái lời nói gọi là hồ đồ, không đáng để mà mình trả lời, thưa anh Hoàng Bách. Tuy nhiên chúng ta cũng nhân cái dịp này để mà trình bày cho họ rõ vấn đề này nè. Là sự kiện mà các nhà báo nói chung hoặc cá nhân chúng tôi đưa ra những cái điều sai trái trong chính quyền đó, tức là các lãnh tụ hay là cái chính sách đó, cái đó là cái quyền tự do. Khi mà chúng tôi thấy có những điều gì đó nó không đúng, không sai trái, chúng tôi đưa ra, đó là do cái truyền thống tự do ngôn luận và tự do báo chí. Vấn đề đặt ra đó là khi nào những điều chúng tôi nói ra nó có cái gì sai hoặc là chúng tôi bóp méo sự thật thì cái đó mới là cái điều đáng trách và đó là cái điều đáng lên án. Thành ra cho đến nay tất cả những điều mà những người phản đối, những cái bài viết của những người chỉ trích ông Trump đó, họ không đưa ra một cái điểm nào để mà xác nhận là những điều chỉ trích là sai. Họ chỉ đi ra ngoài lề, họ chỉ dựa trên cái họ không có đối thoại trực tiếp trên vấn đề đó mà họ lại quay sang một cái góc cạnh khác. Và trong một nhiều trường hợp khác đó, họ đi sang cái hình thức gọi là tấn công cái người mà chỉ trích, cái người mang cái thông điệp. Thì cái lối, cái người Mỹ họ có cái câu đó là họ gọi cái hành động đó là hành động gọi là shoot the messenger, tức là mình bắn, mình hạ gục cái người mang tin. Chúng ta biết đó là ngày xưa chúng ta đọc lịch sử của Tàu đó, chúng thấy là các nước nó giao tranh rất là nhiều, rồi họ gửi những sứ giả đến để mà đưa ra những lá thư hoặc là khiêu khích, khiêu chiến hoặc là cầu hòa vân vân. Thì là ngay cả trong hai nước giao chiến nó không bao giờ người ta giết cái người sứ giả hết, tại vì đó, cái đó chỉ là hành động mà gọi là giận cá chém thớt mà thôi. Cái chính sách là chính sách chúng ta đối đầu với hai nước, với hai lãnh tụ vân vân. Thành ra đối với một nhà báo như cá nhân chúng tôi hay đa số các nhà báo trung lập, độc lập khác đó, họ có viết ra hàng ngày đi chăng nữa đó, thì cái điều quan trọng chúng ta đặt ra là những điều họ nói có sai hay không. Còn vấn đề, còn khi mà quý vị kết án người ta là tại sao quý vị cứ suốt ngày cứ lôi chuyện của ông Trump ra, kể từ ngày ông đắc cử đến giờ đó không bao giờ tha thứ, mới thoạt nghe qua đó thì chúng ta thấy nó có vẻ có lý phải không ạ? Nhưng mà khi đào sâu đó, tại sao quý vị không có đặt vấn đề ra là tại sao từ trước đến nay chưa bao giờ có một ông tổng thống Mỹ từ cái ngày mới lên cầm quyền, sau khi đọc cái bài diễn văn đó, là suốt ngày đưa ra những cái thông tin dối trá, lường gạt, kích động, chửi bới, miệt thị những người khác. Tại sao chúng ta không đặt cái vấn đề đó ra? Và cái giới truyền thông đó là cái nhiệm vụ của họ là tường thuật lại. Thành ra nếu như ngày nào họ cũng nói chuyện đó, thì chúng ta không đặt là tại sao ngày nào Tổng thống Trump mỗi ngày nói ra ít nhất là 10 điều nói dối. Mà chúng ta biết rằng là một vị nguyên thủ quốc gia nói một lần nói dối thôi cũng đã đủ là một tạo ra một cái scandal, một cái vụ tai tiếng rất là to lớn rồi. Thậm chí đến nỗi mà về sau đó là nhiều nhà báo như là nhà báo Friedman của tờ Washington Post nói rằng đồng ý là chúng ta tiếp tục đưa ra những cái đề tài mà của ông Trump nói dối, nói sai, gây chia rẽ này kia để bàn. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục lao vào con đường đó thì có lẽ là chưa đến 4 năm là chúng ta điên mất thôi, chúng ta không còn chuyện gì để bàn nữa. Đó là một cái vấn nạn. Nhưng mà cái điều tôi muốn trả lời quý vị một cách đơn giản, quý vị chỉ cần trả lời là tất cả những điều của cá nhân chúng tôi nhà báo xuyên qua mấy trăm bài viết trong thời gian qua liên quan đến cá nhân của ông Trump và chính quyền Trump hoặc nhiều nhà báo khác xuất hiện trên các chương trình như là chương trình của đài Hoàng Bách Channel v.v. là họ có nói những điều gì sai trái, họ có chụp mũ ông Trump hay không, họ có phê phán một cách sai lầm hay không, hay là tất cả những điều họ nói ra đều là những sự thật
cho dù đó là những sự thật mà rất là chói tai, nhưng mà cái điều đó là chúng ta không có trách cái người gây ra cái cớ sự đầu tiên chính là ông Donald Trump, mà chúng ta chỉ trách cái người đi phê bình ông Trump thôi. Thì tôi thấy rằng là những người mà làm ngành truyền thông đó họ không cần gì phải mà biện minh hay biện bạch hết, thưa anh Hoàng Bách, bởi vì chúng ta dựa trên cái sự kiện, cái sự kiện là cái điều quan trọng nhất. Và cũng để bổ túc cho cái câu trả lời này là ông Trump thường chụp mũ giới truyền thông là kẻ thù của nhân dân và chuyên môn loan tin thủ tả vân vân. Và nhiều người đặt ra là tại sao vai trò của giới truyền thông sau ngày ông Trump lên đó, thì nó lại đi theo cái chiều hướng mà tiêu cực như vậy, cái tấn công ông Trump vân vân và vân vân. Tôi chỉ xin mượn lời của vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ là tổng thống Jefferson, một trong những người mà ký tên trong cái bản tuyên ngôn nhân quyền. Thì ông đã đặt vào năm 1787 đó, khi ông viết thư cho người bạn, ông bảo rằng là chúng ta đặt ra vấn đề đó là có nên có một chính quyền trong một quốc gia không có các quyền tự do báo chí, hay là có một cái nền báo chí tự do mà không cần có chính quyền. Vì trong trường hợp đó, chúng tôi sẵn sàng lựa chọn một xã hội có tự do báo chí mà không cần có chính quyền. Thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, họ nói là vai trò của truyền thông báo chí là đi tìm sự thật. Bởi vì cái sự thật đó nó được che giấu ở phía sau, cho nên giờ, bây giờ nói chính quyền. Nhà mà truyền thông là một đệ tứ quyền. Và trong cái đệ tứ quyền đó, sở dĩ sao các cái xã hội dân chủ họ cho truyền thông báo chí được đi tìm những cái tin tức nào ẩn giấu ở phía sau, ví dụ như họ có thâm nhẫn, họ có hối lộ cái này cái kia, là người làm truyền thông đi tìm qua mắt. Chính vì cái yếu tố đó mà họ muốn cung cấp cho người dân cái sự thật của một người lãnh đạo, sự thật của một cơ cấu lãnh đạo, ví dụ như cơ cấu hành pháp, cơ cấu của y tế, những lạm như thế nào, họ phải tìm cái nguyên nhân đó. Thì tất cả những cái sự kiện đó là vai trò của truyền thông. Có điều là họ nói đúng sự thật hay không, chứ còn nói mỗi ngày tới tổng thống Trump, nhưng mà nói tới tổng thống Trump này nó cũng đúng, bởi vì ông là người lãnh đạo cao nhất. Mà nhớ là mỗi ngày ông đều là ít nhất là ông thuyết ra tới 2-3 lần, có khi là cả trên 10 lần, thành người ta dựa vào đó người ta nói. Bây giờ ví dụ như là khi mà tổng thống Trump được ông Bob Woodward phỏng vấn đó, thì tổng thống Trump nói là cái con Covid này nó rất là nguy hiểm, nó nguy hiểm gấp 5-10 lần so với cái bệnh cúm bình thường. Nhưng mà có người đặt câu hỏi đó, ông Woodward, ông biết như vậy, ông là nhà báo, ông biết cái nguy hiểm như vậy, tổng thống Trump không đưa ra, sau tới giờ này ông mới đưa ra, gần tới ngày bầu cử ông mới đưa ra, như vậy ông cũng có lỗi ngang tầm với tổng thống Trump. Thì nhà báo Nguyễn Anh Tuấn nghĩ sao? Thưa anh Hoàng Bách, khi mà chúng tôi nhận được những cái lời phê bình, góp ý hay là chỉ trích dưới cái dạng phản hồi của các bài viết trên đăng trên báo giấy, báo mạng hoặc là trên các chương trình YouTube đó, thì như hồi nãy tôi có nói là nhiều người cứ lặp lại những cái lời chỉ trích bình thường như quen thuộc đó, là họ nói là tại sao từ cái ngày ông Tổng thống Trump lên đến nay đó, là nhà báo Mai Loan cứ tiếp tục đưa ra những bài viết có tính cách, nghĩa là chỉ trích ông Trump. Thì vấn đề như tôi đã nói rồi đó, là cái chuyện đó nó không phải là cái lỗi của chúng tôi, mà lại tại vì chúng quy không đặt ra vấn đề là tại sao ông Trump mỗi ngày ông đưa ra những cái sự kiện, những cái lời nói, những quyết định đó là đáng tranh cãi và đáng chê trách, đáng chỉ trích. Thành ra cái việc chúng tôi nói lên nó là cái chuyện rất là bình thường. Và cái thứ hai nữa đó là chúng ta không phải sống trong một cái nước mà cái lời nói của vị tổng thống đang bị đè bẹp. Thường thường đó là chúng ta chỉ bảo vệ cho những người dân thế cô tại một nước, họ muốn nói lên những cái điều gì đó mà họ không có được cái phương tiện. Trong khi đó đó, chúng ta biết là tổng thống Trump đó là có một cái bộ máy tuyên truyền qua cái người mà gọi là phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, từ cái ông đầu tiên là cái ông Sean Spicer, rồi sau đó đến cái cô tự nhiên tôi là quên tên, là con của cái ông mục sư và hiện nay là cái cô Kayla McEnany. Thì hàng ngày đó thì thay vì đưa ra những cái thông cáo
báo chí để mà giải thích cho những sinh hoạt đó, thì cái vị này, các cái vị sứ ngôn viên này đó là thi nhau biện hộ cho Tổng thống Trump, binh vực cho Tổng thống Trump khi mà báo giới họ đặt ra những câu hỏi cho thấy là những điều sai trái của Tổng thống Trump. Thành ra chúng ta thấy là bộ máy của chính quyền Trump đó hàng ngày đó họ tung ra tất cả những tin mà có thể nói là thuận lợi cho Tổng thống Trump. Chưa kể là có giới truyền thông cánh hữu như là đài Fox News, họ vẫn tung ra những tin đó. Thành ra có thể nói một cách khách quan đó là Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông không hề cô đơn chút nào hết. Và nếu như Tổng thống Trump có những lời nói và những chính sách nào đó mà có sức thuyết phục như người dân, thì cho dù chúng tôi có đưa ra hàng trăm hàng ngàn bài báo chỉ trích đó, thì có lẽ là cũng không có nhiều người theo dõi. Thì cái vấn đề đó tự nó đã nói lên cái việc mà đúng hay sai. Và thật sự đó là Tổng thống Trump có phải là người bị tấn công một cách nghĩa là oan ức hay không? Trở về cái vấn đề là tại sao chúng tôi cứ tiếp tục mà đưa ra những điều đó, thì nói cho ngay đó, quý vị phải thông cảm cho những người làm nhà báo độc lập như chúng tôi, đó là rất thiếu thốn phương tiện, không có đủ cái khả năng, nhưng mà chỉ vì lòng trung thực, thấy cái điều mà bất bằng, thành ra mình vạch ra những cái đó, mình đưa ra cái đó cho đại đa số quần chúng mà được biết. Và chúng tôi tin rằng là trong đường dài, tất cả những sự thật không bao giờ nghĩa là có thể được che che đậy mãi ở dưới dưới bầu trời này. Thành ra chúng tôi tin rằng là trong đường dài đó, tất cả những điều mình nói đó sẽ được chứng thực bởi những diễn biến xảy ra sau đó. Và đó là cái điều mà hãnh diện mà trong suốt hơn 20 năm qua đó, chúng tôi viết rất là cả ngàn bài viết, mà cho đến nay đó chưa bao giờ bị một người nào đưa ra một bằng chứng nào cho thấy là những chi tiết trong bài viết chúng tôi có sai hết. Khi nói chuyện đó thì có thể chúng tôi nói vội, có thể vấp váp một chút, nhưng mà tất cả những bài viết đó là đều là những điều mà hoàn toàn là dựa trên sự thật mà thôi, sự thật một cách đầy đủ, khách quan và chính xác, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, bây giờ chúng ta chỉ còn 2 phút nữa là chấm dứt chương trình thôi. Thì qua chúng ta biết là gần tới cái ngày bầu cử bữa nay là còn hơn 40 ngày nữa. Dĩ nhiên là những người ủng hộ hoặc là không ủng hộ đó, họ rất là nóng lòng. Và vì vậy họ nóng lòng cho nên họ bỏ ra, họ tỏ ra cái thái độ rất là hằn học, gay gắt. Đối với những người mà gọi là binh hay chống người khác, tức là đối thủ, họ có quyền coi là thằng ông tổng thống Trump là thằng tượng, họ có quyền coi là giáo chủ, họ có quyền coi là một môn phái gì đó, ok, như trong cái xã hội này mọi người đều có quyền. Và ngược lại cũng có người có quyền là tôi không coi ông là tôn trọng ông bởi vì ông làm không đúng chẳng hạn. Đó là mỗi cái quyền của, nhưng mà chúng ta dùng những lời lẽ sát phạt nhau, lời lẽ hàng hạp và thiếu văn hóa đó, chứng tỏ cái người đó chưa trưởng thành, chứng tỏ người đó không phải là người chống cảm. Bởi vì anh chống cảm đó là anh trong một cái xã hội dân chủ, anh tôn trọng các cái chương trình của chúng tôi, và kể cả anh Nguyễn Anh Tuấn, chúng tôi chỉ nêu vấn đề và chúng tôi không hề đả kích một cá nhân nào cả, chúng tôi chỉ nêu một cách tổng quát để cho giúp cho chúng ta thấy là cái cục diện của cái diễn tiến của cái sự việc. Thì bây giờ thì chỉ còn 1 phút còn lại, mời anh Tuấn kết thúc chương trình và chia tay với quý khán giả. Dạ vâng, anh Hoàng Bách và thưa toàn thể quý khán thính giả, khi mà chúng ta phê bình một cái việc gì đó thì đó là một cái quyền tự do nhận định của chúng ta, và dĩ nhiên không ít thì nhiều nó mang cái tính chủ quan. Tuy nhiên chúng ta không có thể ngăn chặn người dân không có được quyền phê bình. Chẳng hạn như là khi chúng ta đi ăn tại nhà hàng, chúng ta đi xem nhạc, chúng ta thấy cái món ăn đó nó không ngon, chúng ta thấy cái chương trình nó không, văn nghệ nó không hay, chúng ta có quyền phê phán. Thành ra mặc dù là chúng ta không có cái khả năng hay hơn, nhưng mà chúng ta vẫn nhận biết được cái hay cái dở. Thành ra nhiều người cứ biện minh rằng là quý vị cứ chê trách ông Tổng thống Trump, quý vị có làm được hay hơn như vậy hay không, thì tôi cho rằng đây là một cái tranh luận, một cái chỉ trích nó đi ra ngoài lề. Thành ra cái quan trọng đó là chúng ta có quyền tranh luận, chúng ta có quyền bàn cãi, nhưng mà chúng ta nên bàn cãi trực tiếp trên cái vấn đề đó là một. Thứ hai, chúng ta không có đi cãi ngoài đề. Và thứ ba, chúng ta không nên có cái thói quen gọi là shoot the messenger, đi bắn chết cái người sứ giả. Và chúng ta cũng không có nên chụp mũ những người khác mà không có đưa ra bằng chứng.
trở lại cái tình hình thời sự hiện nay đó, thì chỉ còn khoảng độ chừng 6 tuần nữa thôi là đến ngày bầu cử, và trong thời gian những ngày sắp tới đó, cái đề tài này nó sẽ còn tiếp tục sôi nổi. Cái tin mới nhất mới xảy ra là đây cũng là một cái có thể coi là một tin buồn và tin vui cho tùy theo cái góc nhìn của mọi người, là bà thẩm phán tối cao Pháp Việt bị ung thư trong nhiều năm qua đó, bà vừa mới qua đời ngày hôm nay. Bà này là thuộc phe Dân Chủ, thì cái tin buồn cho những người ủng hộ phe Dân Chủ đó là cho rằng tối cao Pháp Việt mất đi một thành viên quan trọng, và đối với Tổng thống Trump và những người bên đảng Cộng Hòa thì cho đây là tin vui, họ có thể bổ nhiệm cho một vị thẩm phán mới theo trường phái bảo thủ. Thì chuyện này sẽ diễn tiến ra sao? Đây là một cái đề tài hết sức là rắc rối. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi trong những ngày tháng sắp tới. Thưa anh Hoàng Bách và thưa quý thính giả. Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Anh Tuấn. Qua sự trình bày của anh cũng là khép lại chương trình ở đây. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cũng cảm ơn nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đã đóng góp trong chương trình này. Và quý vị cũng xin đón là anh Nguyễn Anh Tuấn sẽ gửi đến quý vị vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Và cái chương trình này từ đây tới cái ngày bầu cử và có nhiều tin chắc chắn là sẽ sâu nổi. Và chúng tôi xin kính chào và xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an hạnh phúc. Xin một lần nữa cảm ơn anh Nguyễn Anh Tuấn. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị. Xin hẹn tái ngộ cùng anh Hoàng Bách và quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào.